Trước những luồng ý kiến trái chiều vẫn còn diễn ra gay gắt sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra ý tưởng xe buýt dành riêng cho nữ để tránh quấy rối tình dục, dư luận một lần nữa lại bất ngờ trước thông tin Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hà Nội lùi kế hoạch này để tiếp tục nghiên cứu thực trạng hành vi quấy rối tình dục trên xe buýt. Đã đến mức cần thiết đưa xe buýt phụ nữ vào hoạt động hay chưa? Với thông tin này, nhiều người tỏ ra khá tiếc nuối. Em thấy phương án rất tốt và rất an toàn. Em cảm thấy rất là tiếc. Đây là một phương án tốt và tạo ra một môi trường an toàn cho bọn em đi xe buýt. Nhưng mà đợt này mình nghe nói là cái dự án này nó lại phải dừng đến tận năm 2015. Thì mình nghĩ là đây là một ý tưởng rất là hay và mình muốn là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định triển khai sớm dự án này, vì bản thân mình đi làm trước đây cũng đã từng đi học bằng xe buýt và cũng đã chứng kiến rất là nhiều những cái vụ việc đáng tiếc xảy ra đối với các bạn nữ. Mình nghĩ đây là một cái ý tưởng mà có thể bảo vệ được phụ nữ bọn mình. Trên thực tế, vấn đề quấy rối tình dục trên xe buýt từ lâu đã là một vấn đề khá nóng. Sự đông đúc, chen lấn trên xe buýt là cơ hội cho những kẻ biến thái quấy rối, khiến các phương tiện công cộng vốn được cho là an toàn trở thành nơi nguy hiểm, đáng sợ của nữ giới, đặc biệt là các nữ sinh. Mới đây, khi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội nghiên cứu thí điểm tuyến xe buýt dành riêng cho phụ nữ, rất nhiều người đã ủng hộ ý tưởng này và hy vọng nó sớm trở thành hiện thực khi từng chứng kiến những hành vi quấy rối trên xe buýt đối với nữ sinh. Mình thấy là hiện giờ thì những cái tuyến xe công cộng ấy dành cho học sinh sinh viên rồi các bạn đi làm rất là phức tạp. Ngoài chuyện móc túi này, trộm cắp tài sản, rồi còn diễn ra các cái vụ quấy rối tình dục mà nó rất là khó để mà rà soát và kiện cáo để bảo vệ được quyền của phụ nữ. Thế nên mình nghĩ là giới nữ cũng sử dụng xe buýt để đi làm, đi học rất là nhiều, rất là đông. Mình đã từng chứng kiến. Và đương nhiên là những cái việc đấy thì cũng không ai lên tiếng để bảo vệ bọn mình cả, vì rất là đông ấy. Được biết, theo cuộc khảo sát, thống kê mới nhất của Tổ chức Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, có 2.046 người, có tới 57% phụ nữ từ 16 tuổi trở lên được hỏi đều cho rằng đường phố được coi là nơi có nguy cơ xảy ra các vụ quấy rối tình dục cao nhất, trong đó có tới 31% nữ sinh đã từng bị quấy rối tình dục. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng những điểm công cộng khác mà phụ nữ có nguy cơ bị quấy rối tình dục là bến xe, công viên, nhà chờ xe buýt. Hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng việc lùi ngày triển khai xe buýt cho nữ để nghiên cứu thêm là một giải pháp hợp lý hơn cả. Dù đây là một đề xuất rất nhân văn, nhưng để giải quyết tận gốc vấn đề này thì việc tạo thêm một số tuyến xe buýt dành riêng cho khách nữ chưa phải là duy nhất và tối ưu.